chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 3 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Chuyển đổi mô hình công nghiệp để tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững. Nhân đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, chương trình có bài các cấp đoàn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay diễn ra hội nghị giao ban công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và hoạt động các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo quý 3, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào dân vận khéo chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Quách Thị Hương, trưởng ban dân vận tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Trong quý 3 năm 2024, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của một số đoàn thể, công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và các hoạt động chăm lo, giúp đỡ đoàn viên, hội viên, phát triển sản xuất được các đoàn thể thường xuyên quan tâm thực hiện. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đã có phần phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước. Phong trào thi đua dân vận khéo được tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều nội dung phong phú, cách thức sáng tạo. Đến nay đã duy trì nhân rộng và xây dựng mới được 226, nâng tổng số mô hình toàn tỉnh là 2.809 mô hình trên các lĩnh vực. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đạt được trong quý 3, nhất là tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh tiếp tục rà soát các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để tập trung thực hiện, đồng thời chuẩn bị các nội dung tổng kết công tác năm trong tháng 12 và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2025, đồng chí nhấn mạnh. Đề nghị Ban dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các ban chỉ đạo phối hợp triển khai thực hiện theo dõi nắm tình hình nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp và tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và dự thảo văn kiện đại hội 14 của đảng. Và từ nay đến cuối năm giám sát xem và kiểm tra xem cái việc tổ chức triển khai thực hiện cái dân chủ cơ sở và các cơ quan đơn vị chúng ta đến đâu. Đấy, bám sát xem nó như thế nào. Phải lấy cái trọng tâm nhiệm vụ chúng ta là ở cơ sở, ở người dân. Thế và tiếp tục tuyên truyền vận động vừa ủng hộ nhưng đồng thời chúng ta phải phối hợp với các cơ quan hữu quan để chúng ta thực hiện cái khắc phục hậu quả sau bão lũ để phát triển và ổn định cuộc sống của nhân dân. Thực hiện cái mục tiêu chính của chúng ta là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong toàn thể nhân dân và trong cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh cũng như giải quyết những vấn đề gọn gọn trong toàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đồng nghĩa với việc tháo nút thắt làm cơ sở để thi công, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Nhận thức rõ điều này, các địa phương tại thị xã Mỹ Hào đã và đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao cho đơn vị thi công. Phường Nhân Hòa đang thực hiện giải phóng mặt bằng 5 dự án với tổng diện tích trên 40 ha đất nông nghiệp của trên 800 hộ dân. Đến thời điểm này, còn 136 hộ chưa nhận tiền đền bù với diện tích còn lại không nhiều. Hiện 4 trên 5 dự án đều là dự án đô thị được phê duyệt. Do vậy, địa phương rất nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tích cực, kể cả phải đề xuất việc hỗ trợ thi công, quyết tâm hoàn thành trong những tháng cuối năm. Những hộ chưa nhận tiền thì hiện nay là Ủy ban phường đang thực hiện phối kết hợp với lại cả ban quản lý dự án đầu tư của thị xã là đang thực hiện theo các bước. Thứ nhất là tuyên truyền vận động và thứ hai là cũng coi là thiết lập biên bản thực hiện theo quy trình các bước trong công tác giải phóng bằng theo quy định của nhà nước để bàn giao bằng sớm cho đơn vị tiếp quản để thi công. Xã Dương Quang có 3 dự án phải thực hiện giải phóng mặt bằng trong năm nay là dự án nối quốc lộ 5 với trục trung tâm giai đoạn 2, khu giãn dân và sông Bần Vũ Xá. Trong đó, dự án xây dựng đường giao thông và kè sông Bần Vũ Xá là nhiều nhất với diện tích thu hồi trên 7,5 ha. Trong đó khoảng gần một nửa là đất nông nghiệp và đất giao thông thủy lợi do xã quản lý. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích trên đều đã hoàn thành phương án đền bù, sẵn sàng bàn giao cho đơn vị thi công.
với diện tích đất thổ cư đã tiến hành họp dân và đang tiến hành kiểm đếm. Gia đình rất phấn khởi vì có một dự án của nhà nước đầu tư cho có con đường đi lại lưu thông, đất đai có giá trị và mình có nhiều cái lợi ích hơn. Tuyên truyền người dân thấm nhuần về cái việc để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông, để phát triển kinh tế, không cứ thì về ba dự án này mà nó sẽ còn mãi mãi về các dự án đã về với Dương Quan. Chúng tôi sẽ tuyên truyền vận động là người dân rất ủng hộ. Từ nay đến cuối năm, thị xã Mỹ Hào phải thực hiện giải phóng mặt bằng hơn 40 công trình vị trí. Với sự vào cuộc tích cực của chính quyền, sự đồng thuận cao của nhân dân, tin rằng sẽ sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công. Và các bạn, quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 định hướng đến năm 2050, đặt mục tiêu đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước. Để đạt được mục tiêu này, việc chuyển đổi mô hình phát triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp là vấn đề lớn đặt ra đối với tỉnh Hưng Yên. Là địa phương đi đầu tỉnh Hưng Yên về phát triển công nghiệp với hơn 1.200 ha đất dành cho gần 1.700 dự án trong hơn 25 năm qua. Huyện Văn Lâm đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá, tỷ trọng công nghiệp chiếm 81% trong cơ cấu kinh tế, liên tục nhiều năm có đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển đô thị toàn huyện trong bối cảnh dư địa cho phát triển ngày càng bị thu hẹp, công nghiệp của Văn Lâm sẽ phải tái cơ cấu lại theo hướng hiện đại bền vững hơn. Phát triển công nghiệp của Văn Lâm trong cái thời gian tới thì xác định theo cái định hướng nó sẽ thu hút các cái dự án công nghiệp công nghệ cao và giảm phát thải ra môi trường. Văn Lâm chính là hình mẫu cho chính sách chạy thầm đỏ trong những năm đầu tái lập tỉnh Hưng Yên. Dẫu có những thành tựu không nhỏ để thay đổi nhanh bộ mặt kinh tế xã hội của tỉnh nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy về quản trị xã hội và môi trường. Theo các chuyên gia kinh tế, công nghiệp giai đoạn chải thầm đỏ đã hoàn thành sứ mệnh đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh để tránh tụt hậu, đã đến lúc cần phải có sự thay máu. Công nghiệp đó nó gắn liền với một cái thời đại là công nghệ nó tương đối thấp, trả giá về ô nhiễm môi trường, hệ thống tiền lương của lao động ta ấy là tiền lương thấp. Và đặc biệt ấy là không gian phát triển ấy, thì có bấy nhiêu đất thôi. Mà cái thể chế ông ta là bộ máy là quen, nó ứng xử với lại những cái ông là thấp bé nhẹ cân. Phải nói là tinh thần linh hoạt, chính sách rất cao. Bài học đó chúng ta phải đúc kết lại cho cái tương lai tới đây là không phải như thế nữa. Thời đại nó mới, yêu cầu nó mới thì những cái điều kiện của trò chơi nó phải mới. Và đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cái cũ đi để tiếp cận đến một cái hệ sinh thái công nghiệp mới. Quy hoạch tỉnh Hưng Yên xác định đến năm 2030 tiếp tục duy trì tăng trưởng công nghiệp ở mức cao và là động lực chính cho tăng trưởng. Bên cạnh phát triển hạ tầng, hàng chục khu cụm công nghiệp đồng bộ hiện đại, chất lượng, thu hút đầu tư cũng được chuyển đổi từ bề rộng sang bề sâu. Định hướng thu hút đầu tư vào các công nghiệp thì ngoài cái chủ trương quy định chung trong cái việc lựa chọn các cái ngành nghề thì Hưng Yên cũng chú tâm lựa chọn các cái dự án công nghệ kỹ thuật cao, những dự án mà không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là phục vụ cho cái dự án mà năng lượng xanh. Theo các chuyên gia kinh tế, ngoài phát triển hạ tầng, thu hút dự án hiện đại thì yêu cầu của thời kỳ mới là công nghiệp phải giao thoa được với phát triển đô thị dịch vụ. Vấn đề quan trọng nữa là môi trường thể chế, môi trường kinh doanh cần có sự thay đổi để đáp ứng các yêu cầu mới, điều kiện mới và nhất là phải có tinh thần đi trước, vượt trước. Chơi lớn, tầm cao và như thế là cái đòi hỏi là chúng ta phải dọn bãi, nó khác. Một cái môi trường thể chế, một cái mặt bằng kinh doanh, những cái điều kiện về logistics nó phải khác, những cái điều kiện về hạ tầng số nó phải khác. Nhưng những cái đấy nó đúng đến cái hệ thống thể chế cũ. Hưng Yên muốn làm trước là xin hình mẫu riêng để vượt trước. Thử nghiệm cái đấy là giúp Hưng Yên định hình được những cái kiểu mới nó như thế nào. Và giúp cho đất nước này, giúp cho nền kinh tế là xác định được, à hóa ra là cái thể chế mới là nó là thế này đây. Những cái điều kiện nó thế này đây, giải tỏa luôn cái hệ thống cũ. Những tiếp cận như thế là nó đang gợi ý cho Hưng Yên phải nghĩ khác, làm khác, vượt trội. Những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Kim Động đang khẩn trương khắc phục hậu quả của bão lũ, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, tập trung nhân lực, phương tiện xuống đồng khôi phục, gieo trồng diện tích cây vụ đông.
Cũng giống như các hộ dân tại xã Hùng An, sau những thiệt hại do mưa lũ để lại, gia đình bà Lê Thị Lanh chủ động thu dọn những tàn dư, cây rau màu bị hỏng để làm đất, gieo trồng các loại rau màu vụ đông, áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng sen, trồng gối, che phủ ni lông, đồng thời chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh kịp thời theo phương pháp 5 đúng và 1 cân đối để tăng năng suất kịp thời vụ. Chúng tôi cũng khắc phục là làm các loại rau chứ không để đất trắng. Cái gì nó phù hợp với đất thì là mình làm. Để cho kịp cái vụ đông thì là chúng tôi sẽ tích cực, chúng tôi làm các cái giống mà nó ngắn ngày. Chúng tôi đã tuyên truyền bà con nhân dân trong xã là khẩn trương khắc phục những cái diện tích thiệt hại. Diện tích nào mà chăm bón được thì tiếp tục chăm bón. Và diện tích nào mà đã thiệt hại hoàn toàn thì tổ chức là tuyên truyền bà con trồng cây trồng khác. Và chúng tôi đã trồng được khoảng độ 30% diện tích. Trước đấy, ở các chân ruộng chuyên canh rau màu, người dân ở các địa phương như xã Phú Thịnh, Chính Nghĩa, Nghĩa Dân, Nhân La đã gieo trồng nhiều loại cây rau màu như ngô, dưa chuột, bí. Tuy nhiên, hầu hết các diện tích gieo trồng bị hư hỏng do mưa lũ kéo dài, không để đất trống, hiện nông dân các địa phương lại tất bật gieo trồng, chăm sóc. Để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả gieo trồng rau màu vụ đông, nông dân các địa phương tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây vụ đông ưa lạnh như khoai tây, su hào, bắp cải, ngô, các loại rau ăn lá, đồng thời tiến hành chăm sóc bảo vệ những diện tích cây vụ đông đã trồng theo quy trình sản xuất an toàn, tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc bảo vệ thực vật, phân bón để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Được quan tâm của các cấp các ngành, chính quyền địa phương đã lo cho là cái giống ngô để chúng tôi tái sản xuất. Giống ngô của nhà nước hỗ trợ cho chỉ độ khoảng 2 tháng rưỡi chúng tôi sẽ thu hoạch và đảm bảo để kịp thời vụ. Năm nay, huyện phấn đấu gieo trồng khoảng 600 hectare cây vụ đông. Đến nay, người dân khắc phục gieo trồng được 150 hectare. Cơn bão số 3 và hoàn lưu mưa lũ sau bão đã làm cho hơn 100 lồng bè cá ở nhiều phường xã như Minh Khai, Lam Sơn, Phú Cường trên địa bàn thành phố Hưng Yên bị hư hỏng, thậm chí là bị chìm, thiệt hại ước tính khoảng 18 tỷ đồng. Tuy vậy, nhờ có kinh nghiệm quản lý lồng nuôi nên đến nay toàn bộ 60 lồng bè với khoảng 400 tấn cá của Hợp tác xã Cây Ăn Quả Đặc Sản và Nuôi Trồng Thủy Sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng vẫn an toàn, đảm bảo hiệu quả kinh tế. Luôn cập nhật thông tin dự báo về sức mạnh và cường độ bão số 3 nên vài ngày trước khi cơn bão đổ bộ, Hợp tác xã Cây Ăn Quả Đặc Sản và Nuôi Trồng Thủy Sản Quyết Thắng đã thận trọng thuê thợ lặn xuống kiểm tra toàn bộ, nhất là hệ thống neo ngang, neo dọc của lồng bè. Từ đó, kịp thời gia cố thay thế bổ sung dây chằng định vị, phao nổi nhằm bảo đảm các lồng bè cá chịu được áp lực dòng chảy và sức gió lớn. Sau bão, các thành viên có nhiều kinh nghiệm sông nước lại thay nhau ứng trực để gỡ, để một lượng rêu rác vật cản khổng lồ đổ về cùng nước lũ. Bởi với lượng rác lên đến hàng nhiều tấn, có thể dễ dàng nhấn chìm lồng bè nếu không được xử lý kịp thời. Trong cái lúc bão gió thì cái sức gió mà sóng nó giật, thế đây là một cái chịu áp lực nhất. Thì cái này lúc này là quan trọng nhất, cái neo ngang sẽ giữ lại mà không được cho bè đánh vào bờ. Và toàn bộ anh em thì phải đứng trực để đẩy cho toàn bộ cái hệ thống rác rều của rừng nó trôi về. Kinh khủng, có khoảng hàng trăm khối rác về thì nó ép vào bè và nó sẽ làm chìm con bè xuống. Nếu mà không, mình không ở đấy trực chiến, không đẩy đều thì con bè nó sẽ bị phá hủy. Với 60 lồng nuôi, hiện 12 thành viên Hợp tác xã Cây Ăn Quả Đặc Sản và Nuôi Trồng Thủy Sản Quyết Thắng, xã Tân Hưng đang duy trì nuôi khoảng 400 tấn cá lồng, chủ yếu là các loại cá lăng, chấm, chép, diêu hồng, rô phi. Sau khi mà bão lũ thì chúng tôi đã xịt rửa lồng bè, rửa xong thì bắt đầu hòa nước vôi cổ ra, té bốn xung quanh lồng, xong rồi bắt đầu là thuốc chúng tôi lấy để cho cá ăn, phòng bệnh, lắp hết hệ thống kể cả là sủi sục để làm nước trong rồi có oxy, thay đổi nguồn nước cho con cá, thì đến bây giờ là rất tốt. Nghề nuôi cá lồng trên sông ngày càng gặp nhiều khó khăn thách thức, nhất là hiện nay biến đổi khí hậu, mưa lũ diễn biến bất thường, đòi hỏi người dân phải tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Tuy vậy, để biết cách phòng chống và khắc phục, nuôi cá lồng vẫn là nghề mang lại hiệu quả kinh tế cao, trừ chi phí, trung bình một lồng nuôi khoảng 6 đến 8 tấn cá sẽ cho thu lãi trên dưới 50 triệu đồng mỗi năm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia ủng hộ. Công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 thuộc tập đoàn Sumitomo Nhật Bản là chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 đã trao số tiền ủng hộ tới Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, mỗi địa phương 200 triệu đồng để hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3. Dịp này, Hội Gôn tỉnh Hưng Yên,
hỗ trợ cho 40 hộ dân ngoài đê bị thiệt hại do bão số 3 và lũ lụt tại thành phố Hưng Yên, các huyện Kim Động, Quái Châu. Mỗi hộ được hỗ trợ 5 triệu đồng. Tính đến ngày 3 tháng 10, tổng số tiền Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp nhận từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ khắc phục thiệt hại bão số 3 là trên 46,7 tỷ đồng. Đột phá về hỗ trợ thanh niên Hưng Yên khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024 đề ra. Thực hiện nghị quyết đại hội, trong 5 năm qua, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh tập trung cao cho mục tiêu này. Xã Hòa Phong được đánh giá là điểm sáng trong phong trào khởi nghiệp của hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Mỹ Hào. Hầu hết thanh niên trong xã đều tập trung phát triển kinh tế với nghề mộc truyền thống và trang trại chăn nuôi. Điển hình như các mô hình làm mộc mỹ nghệ của anh Phạm Trường Giang, mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Lê Mộng Long, nuôi chim bồ câu Pháp của anh Phạm Văn Dũng, cho thu lãi mỗi năm từ 200 đến 600 triệu đồng. Trang trại của tôi rộng 3 mẫu, quy mô 2.000 gà đẻ, thu nhập trong một năm thì cũng khoảng chừng 3 đến 400 triệu, còn có những năm cao thì 5-600 triệu. Trong 5 năm qua, các cấp bộ hội đã hỗ trợ vay hơn 1.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi để giúp thanh niên khởi nghiệp. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ khởi nghiệp và hợp tác xã thanh niên được thành lập tạo điều kiện cho thanh niên chia sẻ kinh nghiệm và phát triển kinh tế. Điển hình như huyện Văn Giang đang duy trì hoạt động của 42 mô hình thanh niên làm kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 600 triệu đồng mỗi năm. Các đề án hỗ trợ thanh niên sáng tạo khởi nghiệp cũng được triển khai hiệu quả, thúc đẩy phong trào nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, hơn 3.400 ý tưởng và sáng kiến đã được đề xuất, với hơn 400 ý tưởng đã được áp dụng và mang lại giá trị thực tế. Những năm qua, các bạn đoàn viên sinh viên của nhà trường đã đạt được rất nhiều những cái thành tích cao trong cái cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hàng năm thì có từ 50 đến 60 các dự án khởi nghiệp các bạn sinh viên. Và gần nhất thì các bạn cũng đã đạt được cái giải nhì trong cái cuộc thi học sinh sinh viên khởi nghiệp cấp quốc gia. Những con số, những câu chuyện thành công là minh chứng rõ ràng nhất cho sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của phong trào thanh niên khởi nghiệp tại Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2019-2024. Đó cũng là tiền đề để trong nhiệm kỳ tới, thanh niên Hưng Yên tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Chi cục An toàn Thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay có một số đối tượng đang mạo danh Sở Y tế để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo lãnh đạo Chi cục thì hiện nay, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện văn bản với nội dung thông báo về quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong đó, đoàn kiểm tra bao gồm các thành viên của Sở Y tế. Trong văn bản có chữ ký giả mạo lãnh đạo Sở Y tế và có dấu đỏ kèm theo logo của Bộ Y tế. Để tạo niềm tin cho các chủ cơ sở, các đối tượng đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của cơ quan nhà nước để cắt ghép. Tuy nhiên, về thể thức văn bản không đúng người, không đúng chức danh. Hành vi này gây tâm lý hoang mang cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo khoản 3, điều 341 Bộ Luật Hình sự thì người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, nếu số tiền thu lợi bất chính trên 50 triệu đồng trở lên có thể bị phạt tối đa 7 năm tù. Sở Y tế đề nghị các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thông tin đến cán bộ, nhân viên và các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm biết phương thức thủ đoạn lừa đảo trên. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần thông tin kịp thời qua số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế 02213-863-658. Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng 02213-863-658. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.